Nhờ marketing nên là cái nghề này thành cái, thì cái gymmer mới thành nghề, đúng không? Nhớ được vậy. Và một số cái nguyên nhân vì sao người ta tập luyện thôi. Vô nhớ gì không? À, em cũng nhớ là cái bắt đầu giống như anh Quân nói, với lại tập luyện mình để kiểu như cái function mình tốt hơn này nọ đồ, rồi với lại mình tập nó an toàn hơn, nó đúng hơn. Ok. Tập chủ yếu là để phòng tránh mấy cái bệnh mãn tính, chống béo phì, tăng thêm vận động, rồi cải thiện chức năng cơ. Để nếu mà không vận động lâu quá sẽ gọi là bị dysfunctional á, muscle á, là bị rối loạn chức năng cơ. Thấy recall phải không? Thì recall đúng không? Ok. Rồi, tương lai của cái nghề này, tương lai của cái nghề này, tình trạng rèn luyện hiện tại. Rồi. Tương lai thì cái ngành PT lúc này nó viết thì chắc khoảng năm 2014 hay 16 gì đó. Thì nó đã xác định là ngành này sẽ có mức tăng trưởng đáng kinh ngạc trong tương lai, tại vì cuộc sống nó càng hiện đại thì người ta càng ít vận động, thì từ đó sẽ sinh ra nhu cầu về tập luyện về sức khỏe nhiều hơn. Vậy thôi. Thì nhưng và để giải quyết những cái vấn đề mãn tính, bệnh mãn tính, rồi đây nè. Chronic health với condition, chronic health condition. Yeah. Với lại muscular impairment là cân bằng, mất cân bằng cơ nè. Thì đặt ra vấn đề là người huấn luyện phải tìm được kiểu xây dựng được cho cái người tập, xây dựng cho người tập cái những cái người tập một sao ta, những cái người mà ít vận động rồi bị mất chức năng cơ có cái cách tập hợp lý. Nhưng mà cái vấn đề để thiết kế lên chương trình này á là bây giờ mọi người ít vận động hơn cách đây 20-30 năm rất nhiều, giống như hồi này, bữa trước mình nói đến cách tập của nam thập niên 60, 70, 80 gì đó, nó sẽ khác với cách tập bây giờ, hoặc là 10 năm nữa cách tập có thể nó sẽ khác hơn nữa, tại vì cái cuộc sống mỗi ngày nó mỗi thay đổi, nó không thể nào cố định vậy hoài được. Nên đây nó ghi là cách training cho khách bây giờ không giống với cách training cho khách hàng cách đây 20-30 năm, mà nó phải được cá nhân hóa dựa trên đây goal, mục tiêu, nhu cầu với lại khả năng và cái độ an toàn của họ. Làm sao cái người huấn luyện viên, cái người tập luyện sẽ có một cái chương trình, thiết kế được chương trình tập nó an toàn và nó có hệ thống, chứ không phải hết vô tập gì tập rồi kiểu mình không có nắm theo kiểu đi từng bước một, giống như chưa biết đi là biết chạy gì đó, kiểu vậy. Thì bữa nay mình đi vô phần chính của cái NASM này, NASM này thì nhắc đến nó thì mọi người sẽ phải biết đến cái chương trình OPT này, OPT model là viết tắt của Optimum Performance Training. Ok, thì trong này nó có tập cái gì? Trong này nó sẽ tập tất cả các kỹ năng như flexibility là độ linh hoạt, cardio respiratory training, core training, balance training, plyometric, speed, agility, quickness, SAQ nè. Đấy, speed, agility and quickness là SAQ, gọi chung là tốc độ. Và cái cuối cùng là resistance training là tập với kháng lực, gọi chung là kháng lực. Rồi, ok. Thì khi nó thiết kế chương trình này thì nó có tác dụng gì trên cái cơ thể mình? Thì đầu tiên là tác dụng về sinh lý, physiologic, sinh lý thì nó cải thiện hệ tim mạch, rồi nâng cao kiểu cái thích ứng của cơ thể mình bên trong á, gồm có những các hệ nội tiết, endocrine, hệ nội tiết và thay đổi mức cholesterol, độ nhạy cholesterol. Rồi cái thứ ba là tăng cường chuyển hóa. Rồi cái thứ tư là tăng mật độ xương. Hai bạn có thể nói sơ qua về các bạn hiểu như thế nào về cái mà bốn cái ý này không? Giống như là tại sao mình cần có bốn cái kết quả này? Tại vì cái đó là để mình phát triển, giống như là em thấy là giống như là mình còn trẻ thì mình không có để ý được, nhưng mà đa số những người mà lớn tuổi á, họ sẽ có xu hướng là họ bị lão hóa nhanh hơn mình.
Nên ví dụ như là cái cải thiện cái chuyển hóa này, metabolism này, với lại cái xương á, là nó khá là quan trọng. Còn bây giờ mình trẻ thì mình nghĩ là mình khỏe, nên kiểu như là cũng không có nghĩ là cái này là quan trọng lắm. Đúng rồi. Cải thiện cardio, cardio là hệ hô hấp tim mạch, giống như bình thường mình ngồi nhiều quá, bây giờ mình bên cạnh việc tập resistance, resistance là mình tập tạ thôi nhưng nó không cải thiện nhiều, nên khuyến cáo là nên có chạy bộ, đi bộ thêm mỗi buổi 15 phút, 30 phút gì đó, hoặc là tập tạ với cường độ cao hơn giống như high intensity hoặc là Tabata để nó tăng nhịp tim lên, thì lúc đó cái hệ tim mạch mình mới thích ứng được với cái môi trường, kiểu cho không chỉ cơ bắp nó khỏe mạnh mà cả cái bên trong của mình nó khỏe mạnh, hệ tim mạch. Rồi nâng cao cái chuyển hóa này thì cơ thể mình mọi thứ nó chạy đều bằng enzyme trong cơ thể, bằng hệ chuyển hóa hết. Cảm xúc mình như thế nào do nó quyết định hết. Nên cái việc mà tăng cường nó giống như mình tập luyện xong, mình mệt lúc đó nhưng mà về mình cảm thấy nó khỏe hơn, nó vui hơn. Nó giảm giống như giảm stress cho mình, đó là chuyển hóa bên trong cơ thể, nó tiết ra những hormone tích cực cho mình giống như adrenaline rồi dopamine, giống như mình đạt một thành quả thành tích trong tập luyện xong mình, nó sẽ giúp từ đó nó giúp mình có động lực làm những công việc khác trong cuộc sống nữa. Rồi metabolic này thì cũng là kiểu nâng cao chuyển hóa trong cơ thể nhiều lên, bên cạnh đó cái metabolic này mình lại ứng dụng vào giảm cân đốt mỡ. Cái người nào mà có cái chỉ số metabolic này càng cao, metabolism BMR càng cao thì khả năng đốt năng lượng càng cao. Thì những người để mà tăng cái chỉ số này lên á thì mình có thể tập high intensity HIIT, tập với khối lượng nặng rồi vận động rồi ăn uống lành mạnh thì nó sẽ có thể tăng được cái lượng cơ rồi tăng thêm cái chỉ số này lên. Thì khi chỉ số này cao lên thì mình sẽ giảm mỡ được dễ hơn. Rồi increase bone density thì nó để kháng lại cái việc loãng xương. Khi mình tập luyện, mình có tác dụng lực lên cái cơ thể mình thì xương mình nó phải thích nghi theo, thì lúc đó nó sẽ tăng mật độ xương lên. Nên trả lời cho cái câu hỏi mà tập tạ có bị lùn hay không á, thì cái đó nghiên cứu mà có lùn hay không thì nó rất là chưa ai chứng minh được là tập tạ bị lùn hết, nhưng có nhiều cái nghiên cứu người ta thấy ra đó là tăng mật độ xương, tức là tập tạ giúp xương chắc hơn, giúp xương phát triển tốt hơn, chứ không có cái nào nói là xương sẽ bị lùn, sẽ bị ngắn lại hết. Tại vì tưởng tượng cả cơ của mình, cả các tế bào, cả xương nó giống như quá trình gọi là đắp đê với lại bào mòn á, giống như là xương của mình liên tục bị thoái hóa đi, đào thải ra, và bên cạnh đó nó cũng được đòi đắp vô bằng những cái tế bào mới, cơ cũng vậy. Thì cái việc tập luyện là cái để kích thích lên, à để cho cơ thể hiểu là nó phải tăng cường bồi đắp thêm cho nó vững chắc hơn trên cái bộ xương của mình, trên cái hệ chuyển hóa của mình, trên cái hệ cơ của mình. Đó là cái lý do tác dụng sinh lý của nó. Rồi tiếp theo là tác dụng về đây gọi là vật lý thể chất á, physical, tác dụng thể chất giảm body fat nè, tăng được lượng cơ nạp, increasing body mass, rồi tăng thêm sức mạnh của các mô mềm. Mô mềm là gân, đây tendon, gân, gân là mấy từ này chuyên ngành kiểu sinh lý á. Gân đây gân mình là dây chằng, muscle cơ. Những cái mô mềm này nó cần thời gian, với lại nó thường khi tập luyện nó sẽ bị tổn thương nhanh hơn và phục hồi chậm hơn so với sợi cơ. Nên tập mà ví dụ cường độ cao mà kéo dài hoặc là tập sai kỹ thuật gì đó, mình sẽ thường thấy đau ngay những cái khớp nối giống như là khớp gối, khớp cùi chỏ hay cổ tay vai gì đó. Thì đó giữa những cái khớp đó là có những cái dây chằng và những cái sợi gân, thì nó là những mô yếu. Nên đôi khi nhiều người cứ gắng ép 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 lên để tập nặng hơn nhưng mà không đủ thời gian để nghỉ thì sẽ dễ dẫn đến chấn thương. Là lý do cơ thể nó mô mềm nó chưa phục hồi được, nên mình cần phải hiểu cái tầm quan trọng của cái mô mềm này. Mình thường sẽ quên cái mô mềm là gân với cái loại dây chằng, dây chằng. Mà mình cứ tập trung vô tập cơ, tập cơ, tập cơ thôi, kiểu vậy đó. Rồi, cái đó mình sẽ đi sâu hơn vô cái bài giải phẫu.
Rồi về cải thiện hiệu suất performance thì tăng sức mạnh, tăng đây cái strength với power này, Du với Quân phân biệt được không? Strength với power, Quân phân biệt được không Quân? Strength và power, strength là cái dịch là sức mạnh, power là quyền lực, lực. Power, power cũng là sức mạnh, nhưng Ừ. cái strength này thể hiện là mình nâng được khối lượng nặng bao nhiêu, cái khả năng phát lực của cơ thể mình. Còn power nếu dịch theo Google cũng ra là sức mạnh luôn, nhưng mà ở đây là khả năng sinh lực trong thời gian ngắn nhất, giống như sút một quả bóng trong thời gian nhanh nhất lại là phát ra một cái lực mạnh nhất, xa nhất có thể. Như vậy thì gọi là power. Còn strength là thuần về khả năng phát lực ra của cơ bắp thôi, chứ nó không có tính cái tốc độ này. Tức là phát lực giống như mấy người powerlift đó, người ta có thể tập chậm nhưng mà người ta có khiêng được khối lượng nặng hơn. Còn power thì nó sẽ khó hơn, người ta không thể nào khiêng nặng bằng cái lượng strength, nhưng mà họ kết hợp cả có tốc độ và có sức mạnh trong đó luôn. Ok, Như sức mạnh bộc phá đúng rồi, sức mạnh bộc phát á, giống như chạy 100 m cái chạy tốc độ nhanh nhất có thể, phát ra lực nhanh mạnh nhất có thể là trong thời gian ngắn nhất, thì nó định nghĩa là vậy. Sức mạnh lớn nhất trong thời gian ngắn nhất là power. Rồi endurance là khả năng chịu đựng, giống như mấy người chạy marathon, hoặc là ví dụ mình tập tập tạ đi, bicep curl 10 cái nó sẽ khác so với tập bicep curl mà 20 cái. Lên 20 cái thì tức là sức chịu đựng của cơ bắp là endurance, sức chịu đựng thời gian cộng thời gian lâu dài nhưng mà không quá nặng, nó vừa phải. Rồi flexibility là độ linh hoạt. Độ linh hoạt này cụ thể là môn yoga chẳng hạn, nhưng nó cũng sẽ ứng dụng vô cả các môn khác. Ví dụ như tập võ, tập chạy, thậm chí là chạy 100 m, chạy marathon, chạy đánh thậm chí là đẩy tạ, tập gym, bodybuilding hoặc là powerlift gì đó. Cái flexibility này hoặc là mobility á, nó rất là ảnh hưởng đến cái thành tích người đó. Sau này sẽ tới bài đó mình sẽ cho mấy bạn coi mấy cái video tại sao cái vận động viên mà hàng đầu thế giới họ lại đạt được cái vị trí đó, giống như là kể cả độ linh hoạt của họ, kể cả sức mạnh của họ, kể cả cách phối hợp cơ họ rất là tốt. Chứ chỉ cần cái flexibility này nó bị kém một xíu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái performance. Rồi tiếp theo là speed agility. Speed agility là tốc độ, thể hiện khả năng tốc độ chạy hoặc là đấm đá hoặc là phản xạ gì đó. Rồi balance là khả năng cân bằng. Khả năng cân bằng này càng về già mình sẽ càng bị mất cái khả năng balance này nhiều, nên cần phải tập thêm nữa. Rồi dựa trên ok, chương trình OPT này nó sẽ dựa trên các nền tảng là khoa học về chuyển động của cơ thể người, human movement. Tất cả bây giờ nó sẽ đều tất cả các chương trình hệ thống đều đang dạy trên cái những cái chuyển động, chứ họ không dạy theo kiểu mục tiêu tăng cơ giảm mỡ hay là tăng sức mạnh hết, mà cái nền tảng gốc của họ phải xuất phát từ human movement, tức là chuyển động cơ bản. Thì mấy bạn biết có bao nhiêu cái chuyển động cơ bản không? Có thể kể thử. Chuyển động hàng ngày mình hay sử dụng chẳng hạn, những cái động tác nào mình hay xài mỗi ngày? Đi bộ à? Ok, đi bộ. Những cái chuyển động thường nhất mà em thấy là thôi để anh Quân nói. Nói trước đi, mọi người nói. Như nâng bưng đò, bưng đò hay là đứng Bưng lên ngồi đồ, xuống. đúng rồi, đứng lên ngồi xuống, bưng đồ. Cái gì nữa? Nói thử Tại vì em theo theo cái lịch tập của em thì em nghĩ là chuyển động cơ thể mình là có ba dạng, là kéo đẩy với lại những chuyển động về chân, thì nó như vậy. Ok, thật ra nó tùy mỗi chương trình nhưng mà thường sẽ có 5 chuyển động, có một số thì nó tới 6-7 cái chuyển động, thì tùy theo những cái chương trình khác nhau mà nó có những chuyển động khác nhau. Để mở lên, mở mấy cái chuyển động cơ bản. Movement, đây cái từ khóa keyword nó là này, movement. Thì các bạn có gì tìm hiểu thêm cho dễ. Pardon. Đây. Basic.
Basic movement pattern. Đây nó có khá là nhiều cái. Mục tiêu cuối cùng tập luyện là để phục vụ cuộc sống, giống như thể hình online đó. Tập tạ phục thể hình phục vụ cuộc sống. Nhưng mà không biết cái anh đó có hiểu đúng cái câu đó hay chưa nữa. Ok. Thì mình sẽ có những chuyển động cơ bản. Ví dụ đây. Squat. Squat, đứng lên ngồi xuống. Đứng lên ngồi xuống. Đây. Đứng lên ngồi xuống. Rồi tiếp theo là cái sao không mình. Đứng lên ngồi xuống. Rồi chuyển động gặp người cúi người. Gặp người cúi người. Mỗi ngày mình đứng lên ngồi xuống bao nhiêu lần. Rồi gặp người cúi người bao nhiêu lần. Có ai thử nhìn lại đếm thử không? Đếm thử coi mỗi ngày mình làm cái đó bao nhiêu lần. Cúi xuống không biết bao nhiêu lần đúng không? Đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Rồi động tác đẩy. Đẩy cái ghế, đẩy cái bàn, đẩy cái cửa, đẩy người ta, xô người ta chẳng hạn. Rồi kéo. Động tác làm kéo. Làm gì mà xô người ta hàng ngày mày. Ví dụ. Ok. Kéo. Kéo cửa. Cầm nắm hoặc là kéo gì đó. Rồi chuyển động. Để coi đây có gì nữa nè. Hip hinge. À chuyển động gặp người. Có thể gọi là bend hoặc là hip hinge. Hip hinge tức là chuyển động gặp của các phần cơ hông á. Rồi chuyển động lunges. Lunges là giống như bước lên cầu thang, step bước lên cầu thang để nó giúp mình điều khiển cái độ cân bằng balance giữa hai phần hai bên cơ thể, bước lên bước xuống cầu thang. Rồi có một số nó sẽ có chuyển động xoay, xoay người hoặc là carry, carry là xách đồ á, đi shopping đi chợ gì đó để nó phục vụ cuộc sống kiểu vậy. Đó thì đó là những cái chuyển động cơ bản mà mỗi chương trình đều phải có. Squat, hip hinge, push pull, rồi rotation, rồi có của riêng cái Nation này nó mới bổ sung thêm là press là đẩy qua đầu. Mình thì có ai thử test đẩy qua đầu rồi overhead? Bình thường Du có hay tập đẩy qua đầu không? Đẩy overhead, đẩy thẳng qua đầu không? Nghe chưa nghe. Bình thường em không có tập đẩy qua đầu nhiều, anh chỉ có bài đẩy vai thôi à. Mà không có tập tạ nhẹ mà số lượng nhiều. À, ok. Một số mình thì cũng không biết ảnh hưởng nhiều không, nhưng mà đối với khách hàng anh, một số khách, nhất là khách nước ngoài, họ không thể nào đưa tay qua đầu được. Giống như đưa tay thẳng lên mà ngang với cái tầm lỗ tai của họ, họ không thể đưa được. Họ đưa chỉ lên xéo xéo vậy thôi. Thì đó là thể hiện cái sự giới hạn chuyển động của họ, flexibility hoặc là mobility của họ bị kém. Thì nó thì cái đó nó sẽ thể hiện là cơ thể họ đang bị imbalance, đang bị mất cân bằng. Để sau này mình sẽ đưa một số bài test về mobility cho mấy bạn tham khảo để mình tự test trên người mình, rồi mình tự test với những cái người mà mình đang train chung hoặc là mình muốn chỉ người ta là có thể chỉ ra được. Giống như mấy người bác sĩ, tại sao nhìn cái người này làm động tác này không được là biết là bên trong họ bị cái gì, giống như vậy đó. Giống như mình thấy người ta bị nói đau cổ tay, đau cùi chỏ thì mình sẽ bấm cái cơ nào cho họ sẽ hết đau cái đó, hoặc là đau gối mình sẽ lăn cái cơ nào cho nó hết đau gối chẳng hạn. Rồi ok, thì nhìn cái hình này mình có tổng cộng là 5 phase. Thì có 3 phần mà 5 phase. Đây nó gọi là 3 level. Ok. 3 level, 3 level. Thì level thấp nhất. Ok, mọi người nhận xét cái hình này đi. Bữa có gửi vô group rồi. Nhận xét thử. Nhận xét thử tức là theo từng bậc có cái gì, rồi nó tại sao nên theo bậc như vậy, rồi nó có liên quan qua lại gì với nhau không? Ừ, để bạn tập thử. Là hướng tới an toàn trước hả? Là stabilization endurance là tập cái nào để cho nó ổn định rồi mới tập lên strength, rồi mới hypertrophy, rồi maximal strength, rồi mới power. Tức là đi theo hướng là ổn định rồi mới tới sức mạnh, rồi mới tới cái gọi là như Du nói là phát lực. Bọc phát lực, dạ. Ok. Du. Em cũng nghĩ giống anh Quân là mà mình ổn định, nhưng mà cái ổn định ở đây là kiểu như là ví dụ như mình muốn tạo ra một cái phát lực giống như là cái strength đi chẳng hạn, là mình muốn gọi là khi một cái vật nặng thì trước tiên là mình phải ba lần cái đã, chứ không thể mà mình khiêng lên mà cái người mình nhấp nhô quá là qua lại là nó sẽ bị mất cân bằng, gây ra chấn thương nữa, nhất là hai đầu gối của mình á, nếu mà không có stabilization.
hoặc là mấy cái power mà mình phát lực nhanh á, mà cái người mình không có cân bằng, không có vững á, là sẽ mình bị méo liền, là lúc đó là chấn thương rất là cao. Còn cái strength mà nó có ba bậc á, thì em nghĩ là trước tiên là mình tập cái sức mạnh mà độ bền trước, xong rồi hypertrophy kiểu như phình phình cái cơ mình lên á, xong rồi mới tới là cái tối đa cái sức mạnh của mình. Sau khi tối đa được cái sức mạnh này, mình mới bắt đầu mà tập tới cái cuối cùng là phát lực thật là nhanh, thật là mạnh trong một khoảng thời gian, cái power nằm trên cùng. Thì cũng giống mấy bạn nói thì stabilization endurance là tập khả năng cân bằng giữ ổn định cơ. Thì trong cái phase này chút nữa phía dưới nó sẽ nói về tập chủ yếu là về thần kinh cơ, làm sao mình dùng hệ thần kinh của mình điều khiển được hệ cơ cho nó cân bằng, cho nó kiểm soát được thăng bằng. Và những cái bậc này á, đúng thứ tự thì sẽ đi từ phase 1 cho đến phase 5. Nhưng mà đối với người mới bắt đầu, nhưng mà đối với người mới bắt đầu tại họ chưa biết gì, ok, vô phase 1 vẫn được. Vô phase 1 xong bắt đầu họ tăng lên strength endurance, là thí dụ họ không có tập quá nặng, 5 3 kg 5 kg thôi, nhưng mà cho họ tập nhiều 12 15 hoặc 20 rep chẳng hạn. Để làm cái gì? Để cho họ tạo được cái đường mòn thần kinh, để họ nhớ được cái chuyển động như nãy mình nói, dựa trên chuyển động. Thì cái việc lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy sẽ tạo thành thói quen, thì nó làm một cái liên kết thần kinh mới cho họ. Thì đó là lý do tại sao tập ổn định xong, từ ổn định đó tiến lên một bước nữa là cho nó có cái sự quen thuộc với chuyển động đó, endurance. Rồi hypertrophy là tăng kích thước cơ. Tăng kích thước cơ ở đây nó còn đang sử dụng cái này, nhưng mà nó mới cập nhật lại, thì nó để ở đây gọi là muscular development, tức là phát triển cơ bắp chứ không phải chỉ là tăng kích thước. Tại vì phát triển cơ bắp thì nó còn có cả sức mạnh chứ không phải chỉ có độ phì đại. Cơ bắp của mình không chỉ có kích thước mà nó còn có cái khả năng phát lực của nó nữa. Nên cái vấn đề đặt ra là cơ bắp to, có một số người thích cơ bắp to nhưng một số người không thích bị to, nên mục tiêu sẽ khác nhau. Thì một giống như heo anh đi, heo anh thì anh thích người anh vừa vừa, không quá to. Nhưng mà ừ đúng rồi, tại vì khi mà đúng á, cái hypertrophy này nó chỉ tăng kích thước thôi chứ nó không giúp mình tăng sức, nên thay vì mình tăng được cái cả sức mạnh và cả kích thước thì mình ưu tiên cái này hơn so với cái chuyện mình chỉ tăng kích thước mà không được sức mạnh. Tại vì cái tăng kích thước đó lên nó không giúp ích gì cho việc mình phát lực hết trơn, thì tăng làm gì kiểu vậy, đúng không? Rồi sau khi có kích thước to hơn thì tới maximal strength. Maximal đây, maximal strength ở dưới là endurance strength, ở trên là maximal là khả năng phát lực tối đa của mình. Bình thường ví dụ họ tập 5 kg 20 cái, nhưng mà khi maximal strength của họ có thể họ tập một cái thôi nhưng mà tập tới mười mấy ký 20 kg chẳng hạn. Rồi power, khả năng phát lực trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất. Nhưng mà cái power này bạn có thể liên tưởng tại sao mình nên tập cái này nữa, tại vì giống như có bao giờ mấy bạn kiểu bị bước xuống đột ngột, hoặc là giống như mình đang đi bình thường cái tự nhiên có một cái bậc thang sụp xuống, cái mình không chuẩn bị tâm lý, cái mình bị sụp, cái mình xém cắm đầu té đó. Thì đó là mình đang chuẩn bị từ cái phase stabilization lên tới power để đáp ứng những cái trường hợp giống như vậy, giống như đột ngột mình bị sụp chân, hoặc là mình kéo một cái gì đó, hoặc mình đẩy một cái gì đó mà cơ thể mình chưa chuẩn bị được, nhưng mà cái hệ thần kinh mình nó chưa có sẵn sàng cho chuyển động đó. Nhưng mà nếu mình đã có tập luyện trước rồi đó, thì bản thân trong cơ thể mình nó có đường mòn thần kinh này, nó sẽ đáp ứng được, cơ thể mình nó đáp ứng được. Nhưng nếu đối với người không tập luyện gì thì sẽ dễ đời dẫn đến ví dụ té ngã hoặc là chấn thương chẳng hạn. Có bao giờ bị những cái đột ngột như vậy không? Anh nhớ Ý anh giả dụ đối với cái việc mà bị như vậy ấy, thì động tác nào hay tập những cái gì nhóm cơ nào dẫn tới việc đó, không phải cái việc là bước xuống bậc thang đó, hay là không phải giống như chẳng là chưa hiểu cái mình giống như là mình đoạn. tập squat, mình tập squat nè, rồi xong mình tập deadlift cơ cho cơ thể mình nó vững chắc, nó mạnh lên trước đã, rồi cái power để cho khả năng phát lực nó tốc độ hơn. Giống như là gọi sao ta, có những bài như jump squat, mấy bạn coi mấy cái clip cardio này kia nhỏ nọ đó, đứng tại chỗ nhảy jump squat hoặc nhảy lên bục nhảy xuống bục đó, thì cái cường độ mình bắt đầu tăng lên đúng không, mình nhảy từ dưới đất mình nhảy một cái một phát lực thiệt mạnh bay lên trên bục đó nhanh,
thì có nghĩa là mình tăng cái sức chịu đựng của cơ thể, tăng khả năng phát lực trong thời gian ngắn của nó lên. Thì đối với khi mà nó đã chịu đựng trong cái độ khó cao vậy rồi, thì đối với những cái trường hợp trong cuộc sống hàng ngày á, nó có xảy ra đột ngột thì cơ thể mình vẫn đáp ứng được, giống như mình đang thách thức cho nó cơ thể mình ở cái ngưỡng cao hơn, thì đối với những cái nhẹ hơn ở trong cuộc sống nó là bình thường, hiểu không? Giống như Ok. giống như du deadlift 100 kg thì về nhà khiêng cái bàn 20-30 kg chuyện bình thường, cho dù có hơi sai form thì nó vẫn an toàn hơn là người không tập gì, đúng không? Tại vì cơ thể nó đã có cơ, có liên kết hết rồi. Rồi, ok. Tiếp theo. Rồi đi sâu vô từng cái một, stabilization. Thì người ta sẽ tập trung vào phát triển, tăng, increase muscular endurance và neuromuscular efficiency, hiệu quả thần kinh cơ. Cái chỗ này nếu bạn nào cần thì ghi chú lại, hiệu quả thần kinh cơ tức là sự liên kết giữa thần kinh điều khiển các cơ bắp của mình, cảm nhận cơ, gọi đúng là có thể hiểu là cảm nhận cơ. Muscular endurance. Ok, rồi tiếp theo. Rồi sự tiến bộ, sự tăng dần của các cái bậc này và cái độ khó và thách thức dần. Ok. Trong cái stabilization lấy một cái bài push up làm ví dụ ha. Thì bài push up ban đầu làm sao tập trong cái phase này? Đầu tiên tập cho họ chống đẩy dưới đất. Đối với người có thể chống đẩy được rồi ha, thì cho chống đẩy dưới đất trước. Xong, sau đó tăng độ khó lên bằng cách gì? Vẫn là chống đẩy, mình không có tăng tạ ha. Cái mà mình thường thấy ở đây á, mọi người khi làm chủ được một chuyển động nào đó rồi á, thì mình sẽ tăng tạ, giống như mình bên thấy 10 kg nhẹ quá rồi bắt đầu lên tạ. Nhưng thật ra mình nên, trong ví dụ đang trong phase 1 thì mình nên từ chống trên mặt phẳng ổn định là mặt đất, mình chuyển sang chống đẩy trên mặt bóng như này. Đây gọi là stabilization ball, thì nó làm cho mình mất ổn định. Cái mất ổn định này để làm gì? Để cho cơ thể mình phải kết nối những cái cơ khác nhau, những cái gân cơ dây chằng thích nghi với cái sự không ổn định này. Từ cái đó thì nó mới rèn luyện được cái mô mềm là gân cơ dây chằng, chứ không chỉ là cái sợi cơ. Hiểu chỗ này không ta? Hiểu không? Hiểu hiểu chỗ này không? Tức là khi mà nó mất ổn định thì buộc cơ thể mình nó phải Đúng hoạt rồi, động nhiều hơn đúng không? đúng rồi, Là hoạt nhiều cơ hơn để mà giữ ổn định, không là ừ. té sập mặt. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu như là nó phải huy động nhiều nhóm cơ hơn để nó phối hợp cơ thể mình để giữ cho nó ổn định. Thì khi mà nó đã giữ được cái sự ổn định này rồi á, thì khi lên mức tạ nặng hơn thì bản thân nó đã làm chủ cái sự ổn định tốt hơn rồi, thì mình sẽ an toàn hơn, kiểu như vậy đó. Rồi, ok. Activate đây, trong cái sự tăng tiến của cái phần stabilization này yêu cầu phải kích hoạt được hệ thần kinh nervous system và sự ổn định của cơ. Trong đó cái phần thì đang lấy ví dụ của cái bài đó ha, bài push up đó, thì sự ổn định của phần cơ, nhóm cơ vai nè với lại cột sống. Trong đây có cơ vai hoạt động giữ ổn định và cột sống là phần core để giữ cột sống để không bị rớt cái hông xuống. Ví dụ tụi mình tập nhiều mình quen, mình có thể tập chống đẩy rất bình thường, nhưng mấy bạn thử nhìn mấy người, hoặc là lúc mình mới bắt đầu tập đó, hoặc là mấy người mới đi tập đó, chống đẩy họ toàn rớt cái hông xuống không à, họ không thể nào giữ được cái lưng với cái hông trên cùng mặt phẳng được, rất là khó, tại họ chưa kiểm soát được core với lại cái sức mạnh họ chưa có đủ. Rồi, ok. Và cái điều quan trọng ở đây là giữ được cái alignment, alignment posture. Cái alignment posture này để show em. Các bạn hiểu alignment posture này là cái gì? Quân hiểu cái này là cái gì Quân? Đường thẳng à, hay là thẳng Ừ. một đường, alignment là giữ cho một đường thẳng. Đúng rồi, alignment. Alignment. Giữ cái cơ thể mình. Tại sao mình phải giữ nó trên một đường thẳng? Giống bữa mình nói có cái hình mà bị lệch nè, đúng không? Rồi để kiếm cái hình nó bị lệch cho coi thử. Đôi khi mình nghĩ nó không quan trọng. Ví dụ một người bị
bị bàn chân bẹt một bên hoặc là kiểu đau gối một bên chẳng hạn, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ xương khớp như thế nào? Hồi nhỏ, hồi đó kiểu mình hay có nghe là bị mấy người, có bao giờ ai các bạn nghe là giống như bị mình bắt chước mấy người mà đi cày nhắc cái nhà sẽ nói là mày bắt chước đó mốt coi chừng mày bị tật á. Cái đó có hợp lý không? À, cái đó có hả? Cái đó có mà đúng không? Có, cái đó có đó. Nếu mình duy trì một thói quen nào đó nhiều, đủ lâu thì nó sẽ thay đổi cái cơ thể mình. Nó sẽ thay đổi. Cơ thể mình nó không có cố định mà là nó luôn thay đổi. Đây, ví dụ hình này. Đây, cái hình này hoặc là cái hình chỉ này. Vậy đi về nhanh hơn. Chỉ từ, ví dụ một cái chấn thương từ cổ chân thôi, ví dụ đá banh, chạy, té, lật cổ chân, xong. Từ cái lật cổ chân đó, nếu mình không khắc phục được, mình không chỉnh cho nó trở về bình thường được, thì nó sẽ dần bị nghiêng vào trong. Nó bị nghiêng vào trong dẫn đến cái gì? Từ cái cổ chân đó thôi, nó dẫn đến cái việc là cái đầu gối bị quay vô nè. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cho phía trên. Đầu gối quay vô. Đầu gối quay vô nó lại kéo cái phần hông này lệch xuống. Lệch xuống tới đây thì sẽ bắt đầu đau lưng. Đau lưng xong dần dẫn lên lệch vai. Nhưng mà nó sẽ không nghiêng một bên. Mà nó, các bạn có thể thấy là nó nghiêng theo kiểu zigzag. Người nào bị chấn thương xong rồi phục hồi không đúng á, dễ bị nghiêng theo kiểu zigzag này nè. Ví dụ cơ đùi bên trái căng nhưng mà cơ đau lưng bên phải, rồi cái vai bên trái lại đau. Nó sẽ xéo xéo vậy đó. Nó zigzag lên. Để làm cái gì? Tại vì cơ thể nó đang tìm lại cái trạng thái cân bằng của nó, thì nó phải ở cái trạng kiểu nó phải lệch theo kiểu zigzag vậy thì nó mới giữ được cái trọng lực tác động lên cái cơ thể. Thì đó lý do là tại sao mình phải giữ cơ thể của mình luôn ở cái trạng thái là alignment posture, là nó phải ngang vậy nè. Phải nhìn thẳng xuống, hai phần hông phải ngang nhau, đầu gối phải ngang nhau thẳng xuống. Rồi vai phải ngang nhau, rồi từ vai đi thẳng xuống mông phải thẳng, rồi xuống thẳng đầu gối, rồi xuống cổ chân phải trên một đường thẳng. Đây. Đây góc nhìn nè. Vai xuống hông thẳng, xuống gối thẳng, xuống cổ chân thẳng. Nhìn mặt ngang cũng vậy, mặt ngang từ đầu xuống vai, xuống hông, xuống gối, xuống giữa bàn chân phải thẳng. Thì sau này tới cái bài mình đánh giá tư thế khách hàng cũng vậy. Mình nhìn vào tư thế của người đó, mình có thể đánh giá họ đang bị imbalance hay không. Từ đó mình đưa ra giải pháp giúp họ để họ cải thiện tư thế của họ. Có một số người bị bẩm sinh thì khó cải thiện hơn, tại giống như cấu trúc xương họ đã vậy rồi. Nhưng một số người do thói quen làm việc thì cái đó có thể cải thiện được. Thì từ những cải thiện đó sẽ giúp hạn chế chấn thương. Và về lúc mà họ lớn tuổi á, nó cũng sẽ giảm đau này kia hơn. Giống như là nếu bị sai lệch tư thế, bắt đầu về già sẽ bị dễ bị đau vai gáy nặng hơn, khó chịu hơn, hoặc là đau lưng dưới này kia. Thì mình phải khắc phục từ lúc này, lúc bắt đầu họ tập luyện, hoặc là lúc họ trẻ, thậm chí lúc họ già. Mình không thể nào đó mình chữa hết cho họ được, mình chỉ cố gắng khắc phục tư thế và cải thiện cái khả năng của họ thôi. Rồi, human movement system. Ok, kinetic chain. Ở đây thêm một khái niệm nữa, kinetic chain. Tức có nghĩa là cơ thể mình là một thể liên kết thống nhất, nó liên tục với nhau. Giờ thử dễ hiểu, bạn thử Quân hoặc là Du thử đứng lên xong rồi thử nhìn ha, nhìn đứng xoay cái bàn chân mình ra ngoài, thẳng chân ha, không cong chân ha, thử xoay bàn chân mình ra ngoài, thử coi chuyện gì xảy ra. Đứng lên thử xoay bàn chân mình ra ngoài một bên thôi, ví dụ bên trái hoặc bên phải, Du thôi xoay thử. Thì cái đít mình nó hít vô anh. Đúng rồi, khi bàn chân mình xoay ra ngoài thì để ý nè, khi bàn chân thẳng, nguyên cái chân thẳng xoay bàn chân ra ngoài thì đầu gối xoay theo, cái đít mình siết vô, thấy không? Đúng rồi. À, giờ có thể nào làm cách nào mà cho bàn chân xoay mà đầu gối không xoay không? Cái đó tháo khớp ra ba. Chơi được. Đó, thì đó muốn nói cái điều gì? Nói là cơ thể mình là một cái thể thống nhất, kinetic chain, thì mọi thứ liên kết với nhau trên một cái mắt xích. Nên bất kỳ một mắt xích nào trên cái chuỗi đó bị vấn đề thì sẽ dẫn đến những hệ lụy cho những cái chuỗi cái kế tiếp nó. Thí dụ bị đau gối tự nhiên xuống đau cổ chân rồi đau lên lưng. Nhưng mà khi bị đau vậy người ta lại không nghĩ, nhiều khi cái sức chịu đựng của phần thân dưới lại nhiều hơn, giống như là cái phần chân
đó là vấn đề, như là bàn chân bị là vấn đề, cổ chân là vấn đề, nhưng mà họ không nghĩ là nó chưa có đau cổ chân mà lại đau cái lưng dưới, nó lại như vậy đó. Nhưng mà phải tìm được nguyên nhân tại sao họ bị đau lưng dưới, từ có thể là từ những cái phía dưới của họ như đầu gối, cổ chân bị lệch, nó lại dẫn đến đau lưng dưới đó. Thì sau này vào cái phay về cái bài flexibility mình sẽ đi kỹ hơn với lại phần assessment. Rồi chỗ này đó là cái tầm quan trọng của alignment posture với lại kinetic chain ha. Cái này là từ chuyên ngành của ngành gym, thì cái đó là chuỗi cơ thể giữ ổn định và cần thiết. Ok rồi, sử dụng ổn định của các khớp và maintain optimal, giữ tư thế mình ở tư thế tốt nhất. Đôi khi giống như mình lái xe hoặc mình ngồi lâu quá, tự nhiên cái người mà mình bắt đầu bị gù về trước, mình có xu hướng đổ về trước nhiều hơn, là do mình cơ thể mình nó bị mỏi, tại giữ một tư thế lâu quá nó sẽ gù về trước. Nếu mình không tự chủ mình ưỡn lên lại thì nó sẽ cứ gù về trước hoài. Thì khi mình đó mình phải nhận thức được là chuyện cơ thể mình nó sẽ mỏi liên tục vậy đó. Thì cái việc tập luyện làm gì, cái train endurance này kia nãy mình nói đó, là để mình tập sức chịu đựng của cơ. Ví dụ cơ dựng đốt sống đi, nó có thể khi mình tập luyện rồi mình có thể ngồi thẳng lưng lâu hơn. Ví dụ bình thường mình ngồi thẳng lưng 15 phút mà mình bắt đầu mình đổ ở trước rồi, nên tập luyện mình ngồi được 20 phút, rồi bắt đầu khi nặng hơn nữa mình ngồi thể 30 phút, bắt đầu mình mới mỏi. Thì kiểu vậy nó sẽ giúp mình duy trì được cái tư thế tối ưu tốt nhất trong thời gian dài hơn, thì sẽ hạn chế được sai lệch tư thế với lại chấn thương. Thì đó